ខ្ញុំធ្វើជាអ្នកផលិតវីដេអូនឹងបានក៏បណ្ដាយរហូតដល់តែពេលក្រុមហ៊ុនរ៉ូតផ្ញើមីក្រូហ្វូនមួយនេះមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំពិតជាផ្លាស់ប្ដូរការគិតយ៉ាងស្រងតែម្ដងនេះគឺជាមីក្រូហ្វូនរ៉ូត HDM100 ស្គាល់យើងអាចថតសម្លេងបានតាមកម្មវិធីណាមួយក៏បានដែរគឺលឿនមែនទែនអញ្ចឹងវាមិនត្រូវការពេលសិតអាប់ច្រើនទេនិយាយអំពីការវិកសបគឺអេមស្រីមែនទែនប្រអប់ពណ៌ក្រហមដល់ធំនេះគឺប៉និតក្នុងប្រអប់មានមីក្រូហ្វូនមួយមានកញ្ច្រែងទប់មីក្រូហ្វូនមួយក៏ប៉ុន្តែកញ្ច្រែងនឹងធំបន្តិចក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើការបានល្អក្នុងការទប់ញ័របើសិនជាចាប់ជើងមីក្រូហ្វូនជាមួយនឹងតុកអញ្ចឹងពេលយើងគឺតុកអញ្ចឹងវាអត់មានសម្លេងរំខានទ
tài plastic port bay hàng đấy nhưng mới tới toàn xe máy sát hay miền xài USB Type C tới Type C xài Type C đang nhận đọc bị cút cho tới căn computer hay bản thân chỉ prai computer để ở miền Type C tới miền tầm nó mũi tiết đọc cho tới khung USB Type A hay mũi tiết cứ trực xài đầm nó sầm lên xài nó vơi mình đến xài Type C nó còn vơi này đọc mặt chung vấn đề hết đọc này nơi thở vơi là ok, sau một chạm mũi tiết robot đạp chọc bao chỉ mũi không bỏ ốc tặng nó sau tại miền con đường phía đôi chi microphone này ấy cứ miên côn phép của mình đền việt phơ pi lộ hạ mà chung đàm đón hiện ngôn tích hà thì nhưng cái tập prao mình nghe khôi thì vì 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 rằng mỏm á hay mơ thứ xong chưa được bỏ thay ở vậy đại cụ ở đây nó cứ việt miên trường trọng mọi chuyện mới thế đôi chi microphone wifi lệ bốn kỳ miên trường bảy á nè anh đang miên phải dọn mình đến ai đặt lịch tập bán vậy chẳng bán mình chẳng bạch từ cả trường đi theo trường đi thay của xong microphone này cầm một trong một nền software máy để miễn cho một thay unify việc đầm nạ cáp bán tại lưu Windows thế việc bắt đầu ở dương nơi một nghiệp bị xe cho trang thay tiền khi mình mang trên nhận live stream thế là về chẳng khi ở bàn tay viết xe chùm đời thế khi ông bà phía trang lực cả thọt xùm lên nâng cáp thọt video nít cứ chỉ bập hết USB microphone chẳng còn là đọt bị USB Type-C bị cút microphone này. USB Type-C computer tức cứ prạ bàn này rứa coi những ai download chỉ mua những USB Type-C chỉ mua tu sạp cứ ai thọt bàn tâm bất microphone này về trời cặp lớn đặc biệt download cho computer được download cho tu sạp về prạ lớn bị tu sạp bị computer nặng ăn ấy thế bạn những ai thọt sầm lên để prạ cam thì nào có bán đấy đôi chỉ Audacity rứa coi Adobe Audition có bán cam thì nào có bán đây đôi chỉ download cho tu sạp những ai thọt sầm lên tam cam thì tu sạp Void Recorder nữa ở thọ tạm năng bán. Bạn chọc pi computer ở lại nhưng mà sạc cho mình những tủ sạc ở đó. Này cứ tủ sạc Android hay dùng do USB Type C chân pi microphone nâng đào cho tủ sạc Android đó. Hay dùng cho tự cầm thì thọ sầm lên. Ở lại nhưng sạc thọ sầm lên chân pi microphone tủ sạc. Ở microphone này chọc một tủ sạc. Ampho mùi pi bấy. Này cứ chia sầm lên tại chân pi microphone Rode HDM100 chọc cho mình nâng tu sập Android Galaxy Fold 4 microphone này có miền run đọt cả 75mm đá dân ách đọt cả đầm bay bằng to sạp dân dây bằng đá sạp bằng đá đầm bay đăng cầm đặt xâm lên dân bằng nà mà làm mồm á hay cái lại này có miền volume muối đầm bay cục cồng cầm đặt xâm lên bằng phần ní cứ chỉ còn phép xâm lên đôi mình đặt pop filter hay chăm sạc white keyboard mechanical keyboard bọc nhóm đầm bay tại ông pi xem lên ông khan pi khang cầu chẳng nhầm vai cái lại này ok chúng có thể viên lư đá bàn tay lư tích mình đến để sao viên sốt xem lên tập pi khang lư hay chăm sa đặt pop filter này vi chui ra từ lư cá tụp xem lên cái mọi bọc khăn này cứ chỉ còn phép xem lên để đặt pop filter hay pi đặt tới viên để sao cầm liệt trong này đá chẳng vi chui ao dương cũng mọi bọc lăng tụt bây giờ dương dây chặt microphone cả đáo ấy có viên đây tại số bàn là ó hay năng tụt chung môi năng sầm lên cho bị kháng cả
Nick cứ chưa xem lấy đầy nhóm giấy bột chìm mùi nâng cao vai keyboard bị kháng khá rái. Bọn bọn ách lưu xem lấy keyboard tích tích bằng đầy mình lưu khăn thì đối xa xem lấy viết sốt bị kháng lưu. Bọn bọn chỉ tư tư bắt bị sao chìm mùi nâng cao thọt xem lấy nâng cứ microphone phía chán viết chụp chìm mùi nâng bánh hà mối cứ clip xem lấy. Bên đầy dân giấy chết hoa dân bà xem lấy nhàng khăn tích microphone nâng viết chập xem lấy lên bán viết tư chừng này tư chỉ pick á đó là pick bà đẹp bọn là sao pi nâng là sao bà pi sao ấy nâng cứ việc bà cho liền khăn chân việc thử microphone nâng lạc đó limit mỗi đại việc chập xâm lên lạch bàn tại microphone ấy cứ mình như thế tụi bây nhóm dây chết cả đói nhóm bà xâm lên khăn cả đói vì ớt clip chẳng đáy vì nơi thầy ai chập xâm lên bàn chút bà nhóm thật xa cả lại nâng mình thế hay nơi bây giờ nhóm bà microphone ấy cứ nhóm mình nghe khôi xâm lên đi microphone xếng bây khá nhóm dây dàng chụp mọt tới dàng đặt microphone dàng kia mọt tới xâm lên là nhóm thọt hỏi nó cứ bà cả ớt cả bàn đại microphone ấy cứ perfect việc thử ở workflow cả nghe nhóm và sao chuyên môn dầm lên để thoát máu cứ tay tại chụp ba nâng mình miền nói hay nâng mình nghe clip dân nâng cứ chỉ còn dầm bắt đọt thông mùi hai mùi tích còn được phép dầm lên mà bọn ai sẽ đáp bán vì lưu thông ngôn lộ mẹn đến hai tầng hào nói chất ní vì ọt lưu sâu cho dầm lên trong năng tế việc cắt dầm lên nói bán và xa mẹn đến bọn bọn đừng ọc ní chỉ trong cái đó chúng bật chỉ recommend ở trên microphone này khăn mẹn đến bì rồi phía rồi bà dân chỉ miền thạp vi mình thấy nó bằng đây con đập hiệp này gặp phần lật đó phần lật để ai bà bàn dùng với anh nhưng con đập hiệp xâm lên là dân thọt bàn nó cứ chụp bạc là o tụp xâm lên nông khan vì các bạn là o hay nâng ai sắp xâm lên bàn nông bê con thông đã mình nghe nông ca bộc xâm lên thì vì bất chí là o mình thấy khi em thưa ca từ lời ca thọt xâm lên nâng phẩm mũi cho năm hãy nhưng chẳng ai bàn chạy ông bì con đập hiệp xâm lên chân bì microphone đã mình làm lại thú nâng microphone đã mình con đập hiệp là o mùi đi ok microphone đi mình làm lại $200 សូមអរគុណដែលបានតាមមើលវីដេអូពីដើមដល់ចប់ពីនេះខ្ញុំបាទហូគីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ